Không, nghe nó đỡ chán. Rồi nhìn đây, xong chưa? Rồi hôm trước là mình đã được học gì rồi ta, học cái kế thừa đúng không? Kế thừa anh có quay cái video xong rồi anh up lên YouTube ấy, thì về xem để hình dung. Nhưng mà anh nghĩ mới biết cái hình dung rồi đúng không? Kế thừa rất là dễ, mình nhắc lại lập trình hướng tượng có bốn tính chất này nghe không, luôn luôn là như vậy. Ngôn ngữ nào cũng vậy, C# hay Java cũng luôn luôn có bốn tính chất. Tính đầu tiên tính trừu tượng, tính thứ hai tính đóng gói, tính thứ ba là tính kế thừa, và tính thứ tư là tính tính đa hình. Và ta đã học được cái kế thừa là cái gì rồi. Kế thừa nghĩa là ví dụ như ta có một cái lớp cha, ta có những lớp con kế thừa lại, thì nó sẽ kế thừa lớp con, nó sẽ kế thừa lại những gì có từ thằng cha đấy. Thì anh cũng đã nói qua cái video trước rồi. Bây giờ bài hôm nay chúng ta đi đến một cái bài là cái bài về đa hình. Thì trước khi mà đi vô demo của bài tập về đa hình như thế nào, anh sẽ nói sơ qua cái đa hình là cái gì và giải thích ý nghĩa của nó, không qua lý thuyết và demo bài tập, một cái bài tập nhỏ thôi và dễ hình dung. Phần đa hình thì chú ý kỹ nghe, nó hay hay đấy. Nếu cái hướng ta hiểu kỹ rồi thì đa hình thì rất là dễ hiểu. Rồi, đa hình đúng không? Đa hình. Rồi, vậy thì đa hình là cái gì và tại sao phải dùng đa hình? Và dùng đa hình thì có lợi ích gì? Và ứng dụng đa hình vô lập trình hướng đối tượng như thế nào? Và đầu tiên thì đa hình nó sẽ có hai loại. Đó là cái đầu tiên, đó là có hai khái niệm, đó là phương thức ảo. Cái thứ hai, cái nhất là phương thức ảo. Cái thứ hai đó là phương thức thuần ảo. Thuần ảo. Cái này nghe nó quen quen không? Nó giống như phương trình bậc nhất đúng không? Rồi phương trình thuần bậc nhất đúng không? Cái từ thuần này nè, nghe có quen quen không? Đó thì nó hai, có hai khái niệm như sau. Đó là đầu tiên là khái niệm thứ nhất là phương thức ảo là gì, thứ hai phương thức thuần ảo là cái gì. Giải thích hai cái này xong, chúng ta có được cái khái niệm rồi, chúng ta làm việc nó mới dễ. Khi đó anh giải thích nó dễ hiểu hơn. Rồi, thì trước khi học đa hình, anh sẽ nói lợi ích của đa hình như thế này. Hôm trước chúng ta học cái bài gì? Cái bài kế thừa. Anh làm một cái bài demo về cái bài tập là gì? Demo bài tập là thư viện, quản lý thư viện ít đúng không? Trong thư viện chúng ta có hai loại độc giả, độc giả trẻ em và độc giả người lớn đúng không? Thì chúng ta cần phải tạo ra bao nhiêu cái mảng một chiều để chứa hai loại độc giả này. Chúng ta có hai loại độc giả, vì vậy chúng ta sẽ tạo ra hai cái danh sách, chính là hai cái vector để chứa hai loại độc giả, là độc giả trẻ em và độc giả người lớn. Ví dụ trong lúc này trong thư viện chúng ta không phải độc giả trẻ em và người lớn không, nó còn thêm một loại độc giả nữa, ví dụ độc giả vị thành niên hay độc giả thiếu niên gì đi, thì có phải chúng ta tạo tiếp là hai cái mảng một chiều nữa đúng không, để chứa thêm hai loại độc giả. Rồi ví dụ trong mảng chúng ta lúc này có 10, trong cái thư viện chúng ta có 10 loại độc giả, thì bắt buộc là chúng ta phải tạo ra 10 cái mảng để chứa 10 loại độc giả đó. Thấy sao? Rất bất tiện đúng không? Thì khi chúng ta làm cho bài toán vụ sắp xếp gì, sắp xếp độc giả tăng dần theo cái gì, cái số kháng có hiệu lực đi, thì rõ ràng chúng ta phải làm trên mấy cái loại mảng. Chúng ta phải thao tác trên 10 cái danh sách đúng không? 10 cái mảng là dùng 10 một for đấy. Thấy sự bất tiện chưa? Rồi chúng ta muốn sắp xếp tăng dần gì đó, muốn tính tìm max, tìm min gì đấy, thì chúng ta cũng diệt qua 10 danh sách đúng không? Còn đa hình thì cho dù có bao nhiêu là độc giả, nó cũng sẽ gom vô đúng một cái mảng duy nhất. Ví dụ như trong thư viện chúng ta có hai loại độc giả trẻ em và người lớn, thì nó sẽ không cần phân ra hai danh sách nữa, mà nó chỉ gom hai này vô chung một cái mảng một chiều. Ví dụ trong thư viện ít chúng ta có 10 loại độc giả, thì chúng ta sẽ không cần lưu qua 10 cái danh sách tương ứng với mỗi loại độc giả, mà chúng ta chỉ cần lưu vô đúng một cái mảng một chiều duy nhất mà thôi. Đó là sức mạnh của đa hình. Đa là nhiều đó, hình như là một cái thực thể cụ thể, nó là trong một cái mảng có thể chứa được nhiều thực thể đúng không? Nó phá vỡ cái quy tắc gì mảng một chiều. Bởi vì ta học mảng một chiều mình số nguyên là sao? Mảng là tập hợp những phần tử có cùng kiểu liệu với nhau đúng không? Dù mảng số nguyên là chỉ chứa số nguyên, mảng số thật chỉ chứa số thật đúng không? Nhưng khi qua đa hình sao, giống như nó đang làm sao, nó đang phá vỡ cái tính chất của gì mảng một chiều, là trong một cái mảng có thể vừa chứa gì số nguyên vừa chứa số thật, hay là trong một cái mảng có thể vừa chứa loại độc giả trẻ em và vừa chứa loại độc giả người lớn, đúng chưa? Còn bên kế thừa chúng ta không được làm như vậy. Bên kế thừa thì sao, chỉ sẽ làm một cái mảng rồi, một cái mảng chứa độc giả trẻ em, một cái mảng là mảng độc giả chứa người lớn, chứ không có vụ gom chung vô được, nó không làm gì đó được.
kế thừa là không làm điều đó được. Kế thừa chỉ có tác dụng là sao? Kế thừa là những cái gì có, những cái chung của thằng cha thôi. Nắm chưa? Còn đa hình giống như nó đang phá vỡ cái gì? Cái quy tắc của bản một chiều. Hình dung được chưa? Và đưa ra ví dụ như thế này nè. Ví dụ như khi chúng ta đi đến đánh trận đúng không? Đánh trận thì chúng ta có mấy loại lính. Ví dụ chúng ta có loại lính thứ nhất là loại lính thủy. Lính thủy là lính đánh dưới đâu? Đánh dưới nước. Cái loại lính thứ hai là lính gì đây? Lính trên bộ sẽ đánh bằng phương pháp là gì? Đánh trên bộ. Lính trên không sẽ đánh bằng phương pháp gì? Trên không. Chúng ta sẽ có 3 đối tượng là 3 cái loại lính. Vậy thì nếu như chúng ta không dùng đa hình thì chúng ta phải hô 3 lần. Lính thủy đánh, lính bộ đánh, lính trên không đánh. Đúng không? Nó mới biết nó đánh chứ. Còn khi chúng ta dùng đa hình thì sao? Chúng ta chỉ cần hô đánh. Chúng ta chỉ cần dùng cái phương thức đánh là tự động. Thằng lính thủy nó biết nó đánh theo kiểu nó. Thằng lính bộ nó biết nó đánh theo kiểu nó. Thằng lính trên không nó biết nó đánh theo kiểu nó. Hình dung không? Đó, đó là sức mạnh đa hình. Chỉ cần dùng một phương thức thôi, tự động thằng nào đánh kiểu gì tự động nó biết. Đó là một ví dụ. Ví dụ thứ hai nữa, ví dụ chúng ta đánh trận nữa. Mà đánh trận theo phạm phong kiến đi. Chúng ta có những lời đánh như sau. Đó là cung thủ. Cung thủ người ta đánh bằng gì? Bắn cung đúng không? Một loại lính là lính trên ngựa. Đánh bằng ngựa. Lính là lính đánh bộ. Có 3 loại lính. Thì cũng giống như bên kia, chúng ta hô đánh là tự động 3 thằng đó. Thằng cung thủ thì bắn cung. Thằng lính trên ngựa thì đánh theo kiểu trên ngựa. Thằng lính dưới đất thì đánh theo kiểu dưới đất. Còn nếu ta không dùng đa hình thì chúng ta phải hô lính ngựa đánh, lính cung thủ đánh, rồi lính trên bộ đánh. Đúng không? Nó không nó rất là rườm rà. Hình dung được chưa? Đó là những cái ví dụ để chúng ta hiểu rõ cái vấn đề đa hình như vậy đó. Rồi. Thì đó là những khái niệm đầu tiên của đa hình là như vậy, và sức mạnh của nó, lợi ích của nó là như thế đây. Còn muốn thấy được lợi ích đó thì mọi người sẽ demo cái bài thư viện. Chúng ta thấy được điều đó. Còn bây giờ đây anh sẽ giải thích hai phương thức. Đầu tiên chúng ta có hai khái niệm là phương thức ảo và phương thức thường ảo. Vậy thì anh sẽ đi khái niệm đầu tiên là phương thức ảo là cái gì? Phương thức ảo là cái gì? Có nghĩa là bây giờ có thể là cái này nó đa hình nè, nó hơi khó hiểu một tí. Anh sẽ giải thích khái niệm xong, nếu chưa hiểu nó qua demo một cái cho dễ hình dung. Về phương thức ảo, chúng ta định nghĩa như thế này. Phương thức ảo là một cái phương thức. Nếu hình dung coi. Tôi tới đây hình dung một cách nào dễ hiểu nhất nha. Cái này có ai ở nhà xem trước chưa? Có ai ở nhà xem trước chưa? Xong tìm hiểu trước đi. Phương thức ảo là một cái phương thức. Cái nào dễ hiểu nhất đây? Đây. Những cái phương thức. Lấy cái ví dụ này, lấy cái khái niệm dễ hiểu nào. Những phương thức ở lớp cha được cài đặt. Những phương thức ở lớp cha được khai báo với từ khóa. Đây chúng ta tiếp cận một cái gọi là từ khóa virtual. Virtual tiếng Anh là gì? Chính là ảo. Đây anh để trong cặp dấu ngoặc gì? Chúng ta có khái niệm này, nghĩa là qua đa hình chúng ta có một cái từ khóa gọi là virtual. Nghĩa là những phương thức ở lớp cha mà được khai báo với từ khóa virtual. Hình dung được chưa? Thì các lớp con kế thừa từ nó. Phải không? Đa hình ứng dụng kế thừa cho, phải chưa? Cái hai này kết hợp với nhau. Thì các lớp con kế thừa từ nó, nghĩa là từ cái lớp cha đó đấy, sẽ phải từ nó cũng sẽ cài đặt lại các phương thức trùng tên. Nhớ là trùng tên nha. Của lớp cha.
Để làm gì? Để cho phép các lớp con, để cho phép các phương thức của lớp con. Anh ghi rất rõ, anh sẽ giải thích từng cái. Để cho phép các phương thức của lớp con có thể nạp chồng lại được. Khái niệm nạp chồng, ở đây có khái niệm nạp chồng nữa, thấy chưa? Học chưa? Anh dạy chưa? Operator là nạp chồng toán tử, function là nạp chồng hàm. Thì chỗ này chính là gì? Là để định nghĩa lại. Định nạp chồng chính là định nghĩa lại cái hàm đấy đấy. Định nghĩa lại các cái phương thức của lớp cha, nói một cách dễ hiểu. Rồi bây giờ nhìn đây có chỗ nào mà chưa hiểu được không? Mình sẽ nói lại. Những cái phương thức ở lớp cha mà được khai báo với cái từ khóa là vital. Đa hình nó có một cái từ khóa gọi là vital. Thế thôi. Thì các cái lớp con kế thừa lại từ nó, nghĩa là kế thừa lại từ cái lớp cha này nè, đúng không? Cũng sẽ cài đặt lại các phương thức trùng tên của lớp cha. Thấy không? Trùng tên, bắt buộc là phải trùng tên. Ở bài kế thừa anh có nói là input output của lớp cha, đúng không? Thì khi qua input output của lớp con, chúng ta có thể không cần cài đặt sao? Trùng tên cũng được. Nhưng qua đa hình là bắt buộc phải trùng tên. Tại sao trùng tên? Trùng tên là để cho các cái phương thức của lớp con đó có thể nạp chồng lại được. Nạp chồng nghĩa là các phương thức của lớp con nó sẽ định nghĩa lại các phương thức của lớp cha. Định nghĩa lại nha. Rồi, bây giờ cái chỗ này có thể là sao? Nó hơi khó hiểu không? Khó hiểu không? Giải thích về có ai hiểu được 30%, 40% chưa? Rồi, bây giờ anh sẽ từ cái khái niệm này anh qua anh demo một cái ví dụ để cho dễ anh dùng. Đó, có nghĩa là cái này là bây giờ là miệng nói thì tay phải làm, đúng không? Mắt thấy thì tay nhìn mới được. Rồi, anh sẽ bỏ đây. Bây giờ anh sẽ vô này. Anh lướt iStream. Business by. Chỗ nào mà chưa hình dung được, những cái câu anh nói chưa hình dung được thì hỏi nha. Bây giờ đi giải thích cái này bằng chữ nó hơi khó hiểu. Cố gắng truyền đạt cái nào cho mấy đứa dễ hiểu nhất rồi đấy. Rồi, lúc này anh sẽ khai báo ra hai cái lớp. Anh sẽ khai báo các cái lớp như sau. Đầu tiên là class CLASS, đó là class A. Và class A này anh có hai cái phương thức. Có một phương thức thôi, ví dụ như là public. Public void. Void gì đây? Sức. Trong đây anh in ra là IQ tôi đấy. Có A đây. Đó, ví dụ như vậy. A đây. Rồi, bây giờ class B cũng như vậy, copy xuống. Copy xuống. Class B thì sửa lại chỗ này. Sức IQ tôi đấy, có B đây. Ví dụ như vậy, chỗ này là sao? Class C. Có C đây. Rồi, nghĩa là lúc này anh sẽ dùng cái demo này bằng cách anh sẽ làm ra ba cái lớp, đó là lớp lách A, lách B và lách C, đúng không? Và lách A anh cho là lách cha. Anh sẽ cho cái lách B và lách C kế thừa lại từ nó. Đa hình bắt buộc phải có kế thừa. Nắm được chưa? Kế thừa lại. Và cú pháp kế thừa là sao? Lần trước chúng ta đã được học rồi. Là 2. Public cái lớp A. Nghe trong này là sao? Lớp B đang kế thừa lại từ lớp A. Kế thừa nghĩa là thằng A có gì, thằng B có đó. Nắm chưa? Rồi, tương tự như vậy anh xuống anh cho lớp C kế thừa lại từ lớp gì? Lớp A luôn. Đấy, nghĩa là lớp C đang kế thừa lại lớp A. Hình dung được chưa? Và nếu như lúc này ở lớp A là lớp cha nè, mà các phương thức của anh chưa có từ khóa vital, thì đây mới đơn thuần chính là kế thừa đa, kế thừa đơn thuần thôi, nó chưa gọi là đa hình. Anh sẽ thêm từ khóa vital vào trước cái phương thức xuất. Vital tiếng Anh chính là ảo, chính là hàm ảo đấy. Từ khóa này có mang tên là ảo. Sao hình dung được chưa? Hai đứa ngồi code miết rồi sao nhìn thấy đây? Đừng code, bây giờ tìm nhìn đây rồi hiểu. Còn dù anh nói mà không hiểu thì hỏi. Còn mấy đứa dù anh nói mấy đứa code này nó đâu thấy anh làm gì đâu. Mà tới đó mất công hỏi lại, hỏi từ đầu tới cuối thì mất công mệt lắm.
Rồi bây giờ thấy được chưa? Chúng ta có ba class, là class A là class cha hết. Ghi ra. Lớp cha. Nắm được chưa? Chúng ta có hai lớp con là lớp B và lớp C, đang kế thừa từ lớp gì? Lớp A. Hình dung không? Nhắc lại kiến thức, kế thừa thì A có gì, B và C có cái đó. Đúng không? Bây giờ chúng ta anh chạy anh trình thử. Anh khai báo là A, anh dùng con trỏ. Tại sao dùng con trỏ nhớ không? Tiết kiệm bộ nhớ nhớ không? Bởi vì con trỏ chỉ tốn 4 byte luôn luôn. Còn nếu ta không dùng con trỏ sao nó tốn rất là nhiều byte. Tốn rất nhiều byte là do cái string á, bởi vì string nó không phải lưu trữ một cách đơn giản mà nó lưu trữ tốn rất nhiều byte. Khi ta tạo một string đúng không, một cái chuỗi á, nó tốn tầm là 30 mấy byte trở lên không à. Đấy. Rồi sau A bằng new. À, new là chính nó đúng không? Cái này cũng đang khởi tạo lớp A đúng không? Rồi anh lấy x anh trỏ nó cái gì? Cái sức. Thì lúc này nếu anh chạy trình lên, nó sẽ in ra cái gì? In ra cái phương thức nằm trong đâu? Nằm trong A đúng không? Hình dung không? Chạy anh thử. Rồi, chạy lần đầu nó hơi lắc. Rồi nó in ra gì? Ai kêu tôi đấy, có A đây. Đấy. Thấy chưa? Lớp cha nè, new ra chính nó này đúng không? Lúc này anh lấy lớp cha này anh new ra gì? Anh new ra b, nghĩa là anh new ra lớp con, lấy lớp cha gọi là lớp con đúng không? Bởi vì ví dụ nhà bạn, ba mẹ các bạn có thể được gọi tên các bạn không? Các bạn là con mà được quyền gọi tên đúng không? Gọi tên người nào thì người đó sao? Lên tiếng đúng không? Thì đây cũng như vậy thôi. Anh lấy lớp cha, anh new ra cái anh gọi đến thằng gì? Thằng lớp b. Hiện này cái phương thức xuất của anh nó sẽ xuất ra cái gì đối với đứa? Nó xuất ra cái phương thức nằm trong cái lát A hay là nằm trong lát B? Nằm trong lát nào? Chạy lên, cái này có phải mấy đứa chưa hình dung được. Thấy chưa, nó đang chạy lên lát nào? Nó đang chạy lên là gì? IQ tôi đây, có B đây, hay đang chạy vô phương thức xuất của lớp gì? Lớp B đúng không? Đúng chưa? Có hình dung được không vậy? Rồi, lúc này nếu anh C thì sẽ chạy vô phương thức của lớp gì? Lớp C, nó xuất ra. Thấy chưa? Ai kêu tôi đây, có C đây. Ok chưa? Rồi, nhờ vào từ khóa virtual nó mới làm được điều đó. Lúc này anh bỏ virtual đi. Là chỉ một cái bài kế thừa đơn giản thôi đúng không? Nhưng mà anh gì? Anh lấy A này, anh new ra gì? A, thì xem chạy ra cái gì? Chạy là chính A, là đúng. Bởi vì A new ra A, chắc chắn chạy vô A rồi đúng không? Lúc này anh new ra thằng B, xem chạy ra cái gì. Nó có giống như cái trường hợp lúc nãy mà anh làm không? Là nó chạy vô thằng B không? Mà lúc này nó chạy vô nào? Chạy vô A. Đúng chưa? Rồi tiếp tục coi bây giờ tới C. New ra C em xem sao. Nó vẫn tiếp tục chạy vô đâu? Chạy vô thằng cha đúng không? Hình dung chưa? Nếu như chúng ta không có từ khóa virtual. Chỗ này lưu ý nè. Nếu ở phương thức của lớp cha, chúng ta không có từ khóa là virtual, virtual nè. Thì mặc định khi chúng ta lấy lớp cha này nè, chúng ta new ra một lớp con nào đó bất kỳ, thì mặc định nó luôn luôn chạy vào phương thức trùng tên của lớp cha. Nếu chúng ta không có từ khóa virtual. Còn nếu chúng ta có từ khóa virtual ở lớp cha đúng không? Thì khi chúng ta dùng cái lớp cha này, chúng ta new ra một cái đối tượng con nào bất kỳ, thì nó sẽ tự động chạy vô cái phương thức trùng tên của lớp con. Hình dung được chưa? Nhờ vào có virtual và như vậy. Ok chưa? Vì vậy cái chỗ này anh giải giải thích lại nè. Đó, vì vậy nè. Tại sao anh nói sao? Các lớp con kế thừa từ nó cũng sẽ cài đặt lại các phương thức trùng tên là như vậy của lớp cha. Để làm gì? Để cho phép các phương thức của lớp con có thể nạp chồng lại được. Còn nếu như nó không trùng tên với lớp cha thì sao? Nó không thể nạp chồng lại được. Ví dụ nè. Ví dụ nhìn đây, nhìn đây, nhìn đây. Đừng có mê code quá. Từ từ hồi anh cho code, tha hồ mà code. Bây giờ ở lớp B nè. Anh bỏ đi phương thức xuất này. Đúng không? Hay là bây giờ đơn giản nè. Phải bỏ đi nhưng mà sao? Cái xuất này, cái phương thức xuất ở lớp B, anh không có đặt trùng tên với phương thức của lớp A thì xem điều gì xảy ra. Dù anh đặt như x này, x gì, x thường, đúng chưa? Là khác phương thức này đúng không? Không có trùng tên nè. Trùng tên là phương thức này, vì sao phải giống phương thức gì? Phương thức này phải giống phương thức này mà trùng tên đúng không? Lúc này anh đặt khác tên, đặt thử khác tên, dù anh bỏ chữ u, chạy thử xem anh đang new ra lớp gì, lớp B đây.
chạy thử xem ra gì. Nó ra cái phương thức của lớp gì? Lớp A là thằng cha đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì sao? Cái ý nghĩa trong này là như thế này. Khi ta lấy A là một cái lớp cha, ta dùng con trỏ X ta nêu ra cái lớp con là lớp B đúng không? Nó mặc định là nó sẽ chạy vô trong cái gì? Cái lớp con B. Mà nó vô lớp con B, nó không thấy cái phương thức nào có tên là gì? Là xuất. Khi mặc định nó sẽ chạy về cái phương thức của lớp cha. Hiểu chưa? Vì vậy chúng ta muốn khi ta gọi đến B, nó sẽ ra cái câu gì? IQ ở đây, có B đây. Khi chúng ta mặc bắt buộc phải cài đặt cái phương thức xuất này có tên trùng với cái tên của gì? Của phương thức lớp A ở lớp cha. Nắm chưa? Vì vậy là phương thức đặt tên phải trùng là như vậy đấy. Hiểu đến chỗ này chưa? Thấy sức mạnh của từ khóa virtual chưa? Là như vậy, đa hình là như vậy đấy. Thì bây giờ đến chỗ này, có chỗ nào mà chưa hình dung được không? Để anh coi anh có gì để nói không? Thì suy nghĩ đi, 30 giây suy nghĩ xem có gì khác mắc không? Đặt câu hỏi lên, nêu ngay câu hỏi lên liền. Có nào mà chưa hình dung được thì hỏi lại. Còn anh mô tả vậy là hiểu được chưa? Đây là cái phương thức ảo, là virtual. Nghĩa là khi có một cái lớp con ở đó kế thừa từ lớp A này, từ lớp cha này, thì những phương thức phải cài đặt trùng tên với phương thức của lớp gì? Lớp cha. Để chi? Để cho nó thể ghi đè lại được. Còn nếu như ở lớp cha có từ khóa virtual nè, hình dung là ở lớp cha có từ khóa virtual và anh new lên lớp B, thì cái cách nó chạy như sau: nó sẽ vô lớp B này, nó kiếm xem cái phương thức xuất có hay không. Thì trong tình huống này sao? Lớp B có phương thức xuất, vì vậy nó sẽ nạp chồng, nó không có chạy vô phương thức xuất của lớp cha, mà nó sẽ chạy vô phương thức của lớp B. Bây giờ lớp B nó có phương thức xuất, nó tự hiểu, nó tự nạp chồng lại. Sao cái này hình dung vậy? Hai đứa không chú ý hết, ngồi làm không à? Sao ok chưa? Hay tự làm được á? Tự làm được khỏi nói chi mất công tốn nước bọt quá vậy. Hiểu chưa? Rồi, Huy nhắc lại nè. Nhắc lại một tí. Rồi, tiếp tục. Một số lưu ý. Có nghĩa là nếu như lớp cha không có cái từ khóa, nếu như các phương thức của lớp cha không có từ khóa gì virtual, đa hình là có virtual đấy, như vậy thôi. Thì khi chúng ta nêu ra một cái đối tượng con bất kỳ, khi nó sẽ mặc định chạy về phương thức trùng tên của lớp cha. Trùng tên cũng không đúng đó, trùng tên của lớp cha. Nghĩa là ví dụ như ta có hai cái lớp là lớp con và lớp cha, có hai phương thức trùng tên với nhau, nhưng ở lớp cha chúng ta không có từ khóa virtual. Phương thức trùng tên. Đó, cái lưu ý đầu tiên đó là nếu như các phương thức của lớp cha không có từ khóa virtual, thì khi chúng ta nêu ra một đối tượng con bất kỳ, thì nó sẽ mặc định chạy về phương thức trùng tên của lớp cha. Cái này anh có làm cho xem chưa? Thấy chưa? Cái này là một cái lưu ý đây. Rồi, cái lưu ý thứ hai đó là tác dụng của từ khóa virtual. Tác dụng của rồi chỗ này khỏi đi. Còn nếu như các phương thức tác dụng của virtual nè, tác dụng của từ khóa virtual, nghĩa là nếu như
phải hiểu rõ mấy cái lưu ý này nghe. Nếu như các phương thức của lớp cha có khai báo từ khóa virtual thì khi nêu ra một cái đối tượng con nào đó bất kỳ, có nghĩa phương thức cha nó nêu ra đối tượng con bất kỳ đúng không, nó gọi là thằng con nào đấy bất kỳ, thì khi đó nó sẽ chạy vào cái phương thức trùng tên của lớp gì, lớp con đó. Là nó cho chúng ta sao, nó cho chúng ta gọi lại phương thức trùng tên của lớp con nhờ vào từ khóa virtual đó. Tôi chắc nó như vậy, ta hiểu rõ những cái lưu ý này thì ta đa hình ta coi như hiểu rồi đấy, chẳng có gì khó hết. Rồi, hình dung được những cái lưu ý này chưa? Thấy sức mạnh của virtual chưa? Virtual nghĩa là nó làm được một cái từ khóa cho chúng ta sao? Nạp chồng lại cái phương thức của lớp cha từ ở thằng lớp con. Còn nếu như ở lớp con chúng ta không có cài đặt phương thức trùng tên của lớp cha thì khi chúng ta new ra nó sẽ không có, nó sẽ mặc định chạy vào đâu, chạy vào phương thức trùng tên của lớp cha, hiểu không? Ví dụ như này anh đóng lại nè, anh đóng này lại là ở gì, ở lớp B không hề có phương thức sức đúng không, nhưng anh new ram B nè, anh new ram B và anh gọi sức, nghĩa là anh đang gọi vào gì, khi ta lấy ít new ra cái gì, ta lấy ít trỏ đến phương thức sức thì mặc định là nó lúc này nó đang chạy vào đâu, nó đang chạy vào cái lớp A là lớp cha đó, rồi từ đó nó mới sao, nó mới trỏ sang cái lớp B xem cái lớp B có phương thức là gì, sức này hay không. Nếu như có thì nó sẽ xuất ra cái phương thức sức của lớp con đó. Còn nếu như lớp con mà lớp B con này nè mà không có phương thức sức này, nó sẽ mặc định là sao, chạy thẳng vào phương thức sức của lớp gì, lớp cha. Hình dung được không? Ví dụ anh chạy sao, nó sẽ mặc định chạy vô cái lớp A, thấy không? Ở đây là anh đang nói về cái cách nó sẽ hoạt động đấy, nghĩa là khi lấy thằng A này nè mà new ra thằng con đúng không, mặc định là luôn luôn chạy về phương thức của lớp cha, là chạy về phương thức của lớp cha là lớp này nè, lớp cha này nè, nó chạy về A trước, ok chưa? Rồi từ đó nó mới lấy con trỏ, nó mới lấy cái gì, con trỏ này nè, nó trỏ sang cái thằng nào, thằng lớp con nè, anh new ra lớp con B đúng không, nó chạy về lớp A, rồi nó thấy phương thức sức, nó trỏ sang bên lớp B là lớp con này nè, coi có phương thức nào tên là sức hay không. Nếu có trùng tên thì nó sẽ mặc định là sao, nếu có trùng tên đó, nó sẽ chạy vào cái phương thức của lớp con. Còn nếu như ở lớp con mà không có cái phương thức nào trùng tên với phương thức này, nó sẽ mặc định chạy thẳng về gì, về lớp A ở lớp cha, có hiểu không? Đó là cách thức nó hoạt động đấy, hình dung không? Vậy chỗ này ví dụ như anh bỏ đi và cái phương thức sức của anh lúc này anh đặt vào x nhỏ, hai phương thức là sao, không giống tên nhau đúng không, nó sẽ chạy về lớp cha xong nó trỏ sang hay nó ngó sang lớp B á, lớp B mày có phương thức nào trùng tên với tao sức không, lớp B trả lời em không có thì sao, rồi ok tao sẽ mặc định chạy vô cái thằng của tao, hiểu không? Còn ví dụ như nếu thằng B này nó có gì, nó có phương thức trùng tên là trùng tên với sức thì nó sẽ ghi đè lại, nạp chồng lại, cái định nghĩa lại cái phương thức sức của lớp cha nè, thấy không? Có phải thằng B lúc này đang định nghĩa lại cái phương thức sức của lớp cha đúng không? Vì vậy nó sẽ chạy vô thằng con, hình dung không? Đó là có từ khóa virtual là như vậy, ok chưa? Còn nếu như không có từ khóa virtual, mặc định khi chúng ta new thằng con nào, mặc định luôn luôn chạy về cha, vì không có virtual nó đâu có ghi đè đâu đúng không? Hình dung không? Virtual như một ống dòm vậy đó, một ống dòm để cho cái thằng gì, thằng lớp B này sao, dòm sang nhà của thằng lớp B, thằng lớp A này dòm sang nhà của thằng lớp B đấy, hiểu không? Còn không có virtual nó không có ống dòm, nó không có thấy được, hiểu chưa? Nó giống như vậy đó, cái mối tương quan như vậy đấy, để ta hiểu rõ hơn. Rồi bây giờ 1 phút 30 giây, hình dung lại, có gì cần hỏi không, có gì cần thắc mắc không? Vì vậy trong đa hình bắt buộc phải dùng con trỏ, nghĩa là học đa hình phải biết con trỏ,
họ biết con trỏ ở tầm cơ bản thôi chứ cả gì đâu, là gì con trỏ là cái gì và tại sao con trỏ dùng con trỏ tiết kiệm là cái gì và con trỏ có tác dụng làm gì, con trỏ tác dụng là nêu ra một cái gì đó mới, đúng không? Khi đa hình là chúng ta lấy cái lớp cha này, chúng ta muốn gọi lớp con nào, chúng ta lấy lớp cha, chúng ta nêu ra cái lớp con đó. Rồi, có gì không má không? Dễ hiểu đâu hả? Hay vậy. Rồi, hình dung được chưa? Đây chính là cái phương thức ảo là anh đã đi giải quyết cho mấy đứa là cái gì? Giải quyết cho mấy đứa là cái khái niệm đầu tiên đó là phương thức ảo là cái gì? Và tác dụng của phương thức ảo là gì? Chính là từ khóa của nó chính là virtual, vậy thôi. Và nạp chồng là cái phương thức trùng tên ở lớp con. Nghĩa là ở lớp cha có phương thức nào thì ở lớp con chúng ta phải nạp chồng lại cái phương thức trùng tên đấy, bằng cách là đi định nghĩa lại cái phương thức ở lớp cha đó chứ chả có gì hết. Hình dung được chưa? Rồi, vậy thì phương thức ảo coi như là anh đã nói xong. Nó không có khó mắc gì hết. Vì không mắc gì không? Hiểu chưa? Chắc không? Im lặng quá vậy. Rồi, vậy thì anh sẽ kết thúc video này để tiếp tục qua video kế tiếp nói về cái phương thức là gì, phương thức ảo là gì, cái gì phương thức thuần ảo là gì. Chúng ta hiểu rõ hai khái niệm này thì khi anh vô anh làm bài tập anh demo anh nói các bạn rất dễ hiểu, hình dung không? Anh sẽ giải thích khái niệm này trước.